Trời chiều chuyển mưa anh em ơi. Chào anh em. Em mới về cái AB hơi bị hơi cọp cọp, hơi cọp cọp anh em. 110 chứ dặn là bay anh em. Đảo quá. Buồn. Đúng là ấp phê thiệt anh em, thì rất là ấp phê. Đã quá. Đẹp không anh em? Vỏ còn cặp nha anh em ơi. Nè ốc đó nè. Ốc đó. Vỏ trước nè. Vỏ còn cặp luôn. Sáu cây ha, 20. Dòng cái máy bóc kìa. Máy quá bóc. Dán hình nguyên zin như nè. Chưa có lên thái lên thiết gì hết luôn. Sao còn luôn. Quá luôn. Da yên chưa lọt luôn. Tặng anh em cái cục rạn nhỏ luôn. Gửi về chành nó làm bị tát dĩa bô nè. Cái dĩa nhựa này có nhiêu tiền nè, mấy chục ngàn thôi. Bô đẹp ha. Nhờ gì mới thấy được cái bô đẹp quá. Ha, cái dĩa nhựa đây anh em ghé hẳn mua luôn, mấy chục ngàn. Máy này làm dầm này. Quá đẹp luôn. Sọc 8.000 anh em. Này là phép đang đứng trên cầu 8.000. Gió quá nè mày, quá trời mâm với phụt đẹp anh em nè, thấy không, mâm phụt nè, bao đẹp luôn, đó, màu đỏ nè, đỏ bạc, quá hít. Hết biết đẹp rồi. Đã quá anh em ơi. Ô, chào hai nhóc. Có bè hỏi không? Gãy luôn hả? Không bể ra chơi ổi nào hả? Mập đẹp quá anh em ơi. Rồi mình này có cắn chạy không? Ô, xe này cái mâm không dập chạy nè. Mâm đẹp nè. Tại vì vỏ zin nó chưa có bể đó, anh ra của nó không có dập cậy.
hai chìa khóa luôn anh em. Vậy hả? Phải rồi. Cái tự nhiên đang chạy xe đạp lên nó hai lần lộn. Thôi nè, thái của người ta. Gió quạt cái điện thoại luôn. Quá gió à. Thằng nào lên quay quay tiếp ta nè, chiếc lên quay đi. À, bo quay đi, chiếc sợ không biết quay á. Viên chiếc đi Honda hả? Rồi, xin chào anh em, phép ngay điện thoại luôn anh em ơi. Anh em nào kết thì alo em nhé.